Trần Bắc Hà con đường từ ông trùm đến ngày bị bắt ông Trần Bắc Hà nguyên chủ tịch BIDV ông trùm quyền lực bậc nhất trong giới tài chính ngân hàng một thời có người còn gọi ông là bố già tài chính Trần Bắc Hà vừa bị bắt với 35 năm công tác tại BIDV ông Trần Bắc Hà từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam theo nhận xét của một số người từng tiếp xúc ông Bắc Hà là người nóng tính hai lần Trần Bắc Hà dính tin đồn bị bắt là hai lần thị trường chứng khoán chìm trong màu đỏ Định điểm là vào ngày 9 tháng 8 năm 2017 Toàn bộ 11 cổ phiếu ngành ngân hàng đều chìm trong màu đỏ khi tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt Chỉ trong một ngày, 2 tỷ đô la vốn hóa bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán Trước đó, tin đồn Trần Bắc Hà bị bắt vào tháng 2 năm 2013 từng gây xáo động Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo, vốn hóa của thị trường chứng khoán Đã bị mất 29.000 tỷ chỉ trong một phiên giao dịch sau sự việc trên, vị chủ tịch BIDV cho rằng những kẻ tung tin đồn có thể đã kiếm được 500 đến 700 tỷ đồng sau những biến động trên thị trường tài chính. Tuy nhiên lần này, Trần Bắc Hà chính thức bị bắt thì thị trường chứng khoán lại không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào. Trong suốt quá trình công tác tại BIDV, ông Hà có 8 năm 8 tháng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của BIDV. Dưới thời của Trần Bắc Hà, BIDV đã chính thức niêm yết cổ phiếu BID trên sàn chứng khoán và trở thành một công ty đại chúng. Đây cũng là đợt IPO lớn nhất năm 2011. Cuối tháng 1 năm 2014, tổng cộng 2,8 tỷ cổ phiếu BID đã chính thức được niêm yết trên House và BIDV là ngân hàng thứ 9 thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Kỷ luật khai trừ khởi đảng Cuối tháng 6 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà. Trước đó tại phiên họp thứ 26, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã nêu rõ, Trần Bắc Hà, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020. Cụ thể, Trần Bắc Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV, vi phạm quy trình thủ tục thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng xây dựng. Những vi phạm của ông Trần Bắc Hà được cho là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Cuối tháng 1 năm 2018, tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng với đồng phạm, mặc dù được hội đồng xét xử triệu tập 3 lần, nhưng ông Trần Bắc Hà đều vắng mặt. Chủ tọa thông báo nhận được đơn của ông Trần Bắc Hà cho biết sức khỏe yếu, bị bệnh ung thư nên không thể tham dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng và có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bố già Trần Bắc Hà tên tham nhũng hống hách nhất Trần Bắc Hà là doanh nhân, không phải quan chức mà sau dư luận đại hạ hê thế khi biết tin gã sắp vào lò của cụ tổng. Trần Bắc Hà, bí thư đảng bộ ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV từ năm 2008 đến 2016, người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng và hai lần nhận chát mời ra tòa án do liên quan đến những sai phạm cho ngân hàng xây dựng vay 4.700 tỷ trong vụ án phạm công danh nhưng đều có bệnh ung thư gan phải điều trị tại Singapore để không ra tòa đối chất. Ông gan gì mà lâu thế? Trần Bắc Hà tuy chỉ là doanh nhân đại diện cho doanh nghiệp nhà nước, nhưng được đánh giá là ông trùm tài chính của Việt Nam suốt gần một thập niên, trùng với hai nhiệm kỳ thủ tướng của đồng chí Biden. Thiên hạ đồn chính Bắc Hà mới là người giữ thực quyền thống đốc ngân hàng nhà nước. Bởi lý do gì thì ai cũng biết, không cần phải viết trắng ra đây. Năm 2013, khi tin đồn về việc bắt Trần Bắc Hà bị loang ra, khiến cho chỉ số chứng khoán VNI và HNX sụt giảm trong mấy phiên liền, làm thị trường bốc hơi khoảng 1,6 tỷ đô la. Trong thời gian đó, Tổng cục An ninh 2 đã tìm ra ba thủ phạm pha tin đồ nhạm Trần Bắc Hà bị bắt. Ba đối tượng này do sai phạm chưa đến mức xử lý hình sự nên đã bị thanh tra bộ 4T đề nghị phạt tổng cộng 35 triệu đồng. Thế mới thấy tác động của Trần Bắc Hà gây gớm như thế nào đối với thị trường tài chính Việt Nam. Không chỉ bất bình về vai trò thao túng nhà nước của bố già Trần Bắc Hà, mà dư luận còn ghét cay ghét đáng thái độ vô văn hóa, trịch thượng và tình nghi tham nhũng khủng của gã. Vốn cáo già và lắm thủ đoạn, nên khi Trần Bắc Hà đương chức, không ai phát hiện ra gã tham nhũng. Nhưng từ nguồn tiền nào, con trai Trần Bắc Hà từng là thành viên hội đồng quản trị cảng Quy Nhơn vợ, con trai và con gái Trần Bắc Hà sở hữu nhiều công ty đầu tư bất động sản có nguồn đất vàng trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ riêng dự án tổ hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại thành phố Quy Nhơn do con trai và con gái ông Trần Bắc Hà đầu tư đã trị giá hơn 2.900 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu trên quê hương mình, năm 2016, sau khi nghỉ hưu, Trần Bắc Hà đã đầu tư sang Lào hàng chục ngàn tỷ đồng để trồng 10.000 hecta chanh dây và 50.000 hecta chuối để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ủy viên hội đồng quản trị của bidv trước ngày ông trần bắc hà rời nhiệm sở nhiều người còn nhớ trong một cuộc họp lãnh đạo tỉnh bình định trần bắc hà đã giang tay tát thẳng vào mặt phó chủ tịch tỉnh mà không ai dám phản ứng gì báo chí một dạo đưa tin trần bắc hà đã tát một tiếp viên hàng không việt nam airlines và bắt cô ta phải quỳ xuống xin lỗi vì làm gã phật ý vụ này gã cũng không tha và làm nhục cả cơ trưởng một lần Trần Bắc Hà chỉ tay đuổi thẳng cánh một nữ nhân viên BIDV ra khỏi thang máy vì lỡ bước vào mà chưa kịp chào gã. Một lần đến thành phố Pleiku sự một buổi liên hoan, Trần Bắc Hà đã chỉ tay chửi mắng, dọa đánh mấy diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh Gia Lai Con Tum, khiến cho đoàn trưởng Im Oan vốn chẳng sợ ai phải cự lại và thách thức. Có người từng chứng kiến Trần Bắc Hà chửi thẳng một bộ trưởng, tại sao mày xin chỉ đạo của Thủ tướng vào lúc này, cút ngay, rồi quay sang bảo đi thuê anh ba, chế giờ bay rồi. Một lần Trần Bắc Hà dẫn đoàn cán bộ BIDV và một đội hình hùng hậu các nữ người mẫu sang Ba Lan tìm cơ hội đầu tư. Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Kiều tại Ba Lan, gã đầu đinh mặc quần bò, một tay đút túi quần, một tay chìa ra bắt tay người viết bài này. Thật là hận. Tin bố già Trần Bắc Hà bị tống vào lò, khiến cho dư luận thấy hạ hê lắm lắm. Có rất nhiều giai thoại về nhân vật này, một người xét về tướng số, thì thật khó tin vào những gì ông ấy từng sở hữu. BIDV dưới thời Trần Bắc Hà muốn thô tóm ngân hàng phát triển nhà nước. BIDV dưới thời Trần Bắc Hà muốn thâu tóm ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long MHB. Trần Bắc Hà hỏi đại lý giao hay không. Lãnh đạo MBH thoái thác nhưng sau buộc phải giao từ chủ trương bên trên. Sắp nhật thành công gần như nguyên bộ sậu lãnh đạo của MHB lên thớt, kẻ khởi tố người tạm giam. BIDV thôn tính MHB với rất nhiều khu đất vàng tại Sài Gòn Điểm sơ như đường Võ Văn Tần, Hai Bạch Trưng, Hàm Nghi Hẳn các cá nhân lãnh đạo của MHB có nhiều sai phạm Nhưng quy từ sai phạm ra án thì có lẽ các anh chị hiểu là do ai Câu chuyện một thời ẩm ý khi cả chuyến bay phải dừng lại chờ một nhân vật trễ giờ Nhân vật ấy chính là Trần Bắc Hà Bất chấp trên máy bay hôm ấy có ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào thời điểm đó Tất nhiên, những câu chuyện kiểu ông Trần Bắc Hà yêu cầu được hút thuốc lá ở sàn chứng khoán Tokyo, nơi không được hút thuốc, gọi cấp dưới nam là thằng, nữ là đĩ, sát díu mỹ nữ sang Lào khánh thành khách sạn của một đại gia khác, là chuyện nhiều người được biết, không cần phải kể nữa. Hôm mưa gọi gió, ngạo mạn hỗn xược là những gì mà người ta có thể mường tượng về Trần Bắc Hà, kèm theo những sai phạm của ông ấy đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ. Tuy nhiên, nếu chỉ mình Trần Bắc Hà phải đến mức kỷ luật, thì e rằng vẫn chưa đủ, cần phải kỷ luật hơn một người nữa. Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng cho hay, Kiều Đình Hòa giám đốc chi nhánh BIDV Hà Tĩnh bị câu lưu từ mấy hôm trước và khả năng lớn là đã bị bắt. Ông Hòa được cho là có liên quan đến việc cho công ty Bình Hòa nuôi bò vay vốn, cùng bị xem xét trách nhiệm với Kiều Đình Hòa, còn có bà Vân Anh trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh. Tin cho hay, bà Vân Anh được ra về nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong lúc đó, cấp phó của ông Hòa cũng được mời ra làm việc, đến nay vẫn chưa về. Trốn sang Campuchia, Trần Bắc Hà, Lục Lang bị công an bắt dẫn độ về nước. Theo một nguồn tin mới nhận được, ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang vừa bị công an Việt Nam phối hợp với công an Campuchia tiến hành bắt khẩn cấp sau một thời gian lẩn trốn tại địa bàn Campuchia. Hiện công an Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để dẫn độ hai đối tượng này về nước phục vụ cho công tác điều tra xử lý. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 27 đã xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và các cá nhân có liên quan về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó tổng giám đốc. Cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó tổng giám đốc BIDV. Ông Trần Bắc Hà bắt đầu làm việc tại BIDV vào tháng 2 năm 1981 và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2016. Tính đến ngày về hưu, ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm công tác tại BIDV và 8 năm 8 tháng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của BIDV và được coi là linh hồn của BIDV trong suốt một thời gian dài. Ông cũng là người khởi tạo Sở giao dịch 3, công ty chứng khoán, công ty quản lý nợ khai thác tài sản BIDV, trưởng ban xử lý nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Đô. Ngoài ra, ông Trần Bắc Hà cũng là người chỉ đạo thành lập các hiện diện thương mại tại Lào, Campuchia, Myanmar, Cộng hòa Séc và chỉ đạo văn phòng đại diện tại Lào, Campuchia, Myanmar. Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của BIDV đạt 1.202.284 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% nguồn vốn huy động đạt 1,12 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,15 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.665 tỷ đồng, nợ xấu 1,44%, tỷ lệ chi trả cổ tức 7%. Trong thời gian qua, đã nhiều lần có tin ông Trần Bắc Hà bị bắt. Năm 2013, Tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt cùng lúc được tung ra, cùng với tin đồn ngân hàng nhà nước phá giá tiền đồng 2 đến 3% đã khiến cho thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, giá vàng đô la đồng loạt tăng. Ngay sau đó, BIDV đã bác bỏ tin đồn trên và cho biết đó là thông tin bị đặt với dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi. Đồng thời, khi đó BIDV cũng dẫn nhận định của Tổng cục An ninh 2 rằng đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm phá hoại thị trường tài chính ngân hàng. Sau đó, hai người tại thành phố Hồ Chí Minh và một người ở Hà Nội tung tin đồn này đã bị bắt. Mỗi người bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng nhưng cơ quan công an không công bố danh tính. Năm 2017, tin đồn ông Hà bị bắt lại rộ lên sau khi nội dung kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy ông Hà có ký duyệt cho vay đối với ngân hàng xây dựng.